Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài thời sự có tựa đề 17 tháng 2 và Lưu Hương, Thế nào là chính trị của nhà báo Trần Văn. Mà trên trang VOA vào ngày 6 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. 17 tháng 2 và Lưu Hương, Thế nào là chính trị? Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2 trong 43 năm tàu cộng xua quân của biên giới nhằm dạy cho Việt Nam một bài học tham vọng dạy dỗ đó, tới giờ vẫn còn nguyên. Khoảng 10 ngày nữa là 17 tháng 2 trong 3 năm chính quyền thành hồ cống Lưu Hương, đặt trước tượng Trần Hương Đạo mang đi nơi khác để ngăn cản tu tập đông người. 17 tháng 2 năm 2019, lúc Trần Hưng Đạo, một anh hùng dân tộc mất lưu hương, là dịp mà dân chúng Việt Nam nói chung và dân chúng thành hồ nói riêng, nhưng sự kiện cân nhớ ấy tròn 40 năm, dự tính tưởng niệm những người Việt hoặc đã hy sinh hoặc bị giết trong cuộc chiến vệ quốc kéo dài hàng chục năm. Song bất kể giả tâm của Tàu Cộng thế nào, các hành xử của Tàu Cộng ràng càng rỡ ra sao. Chính quyền Việt Nam vẫn xem những 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt như kim chỉ nam. Cho nên lựa hưởng không chỉ để cấm hương, mà là vấn đề thể hiện bản lĩnh sự kính trọng cả tiền nhân lẫn dân chúng, những thứ vốn hiếm và quý của Việt Nam. Suốt 3 năm qua, trên mạng xã hội và thỉnh thoảng trên một vài cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức, hết người này tới người khác, không thuộc giới này thì thuộc giới khác đã đề cập tới chuyện phải trả lại lưu hương cho Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc, được nhân gian gọi là Đức Thánh Trần. Bà Lê Huyền Ái Mỹ vừa kể trên trang Facebook của bà rằng việc tu bổ công viên Mê Linh, nơi có tượng Trần Hưng Đạo sắp hoàn tất là có thể sẽ mở cửa trở lại vào rằm tháng Giêng âm lịch. Đó cũng là thời điểm sự kiện 17 tháng 2 trong 43 năm. Bà Mỹ hy vọng đó cũng sẽ là thời điểm Lê Hương được hồi hương trở về nguyên quán chuyện tức đoạt lưu hương của trần hương đạo đã làm dư luận dậy sóng đời sống mà bà mỹ lưu ý là không hề lặn và gió vẫn thổi chờ ngày phục vị lưu hương theo lê huyền ái mỹ nếu chọn đúng rằm tháng giêng cũng là những ngày tháng hai lịch sử thì quá thật là hợp lý thuận tình lấy dịp nào thì trả về đúng dịp nấy ấy là xong phẳng nếu đã từng có chút ao lo về việc một bộ phận người dân tập trung về đấy mà biểu lộ tinh thần yêu nước hiện nay ghi nhận thừa hưởng tinh thần ấy nên trang xem đấy như là kháng thể bền vững nhất để hồi sinh mà cùng nhau tái thiết phục hồi sau cơn thập tử. Ấy là sự khôn ngoan phải lẽ. Lê Huyền ái Mỹ không phải là người đầu tiên đề cập đến việc hoàn trả lưu hương cho tượng Trần Hưng Đạo. Nhiều người đã đề cập đến điều đó suốt từ 17 tháng 2 năm 2019 tới nay. Thậm chí có không ít người chỉ trích hết sức gay gắt như Nguyễn Quang Cương, sự ngạo ngược với thánh nhân đất trời xưa nay đều phải trả giá chuyện tâm linh không phải mê tín mà là sự thấu hiểu, đừng vui ý chí một cách cực đoan hay tức tỉnh trả lại lưu hương cho đức thánh trừng. Hồi tháng 9 năm ngoái, minh phỏng nhắc lại mong muốn của nhiều người trả lại lưu hương trước tượng Trần Hưng Đạo ở công viên Mê Linh, phường Bến Nghé quận 1 vào ngày trước ngày dỗ đức thánh trừng. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa của việc di dời lưu hương xuất phát từ việc vào một số thời điểm có một số người thường tụ họp về đây bày tỏ thái độ sợ mất trật tự. Nếu đúng vậy thì một nhóm người ít ỏi tập trung lại để thể hiện chính kiến một cách ôn hòa, nội dung không có gì là phản động thì cách khôn ngoan nhất là kệ họ hoặc cho người đến bảo vệ người ta, giống như nhiều người khác. Phòng nhấn mạnh, giả sử họ làm gì sai trái với luật thì xử lý họ theo luật. Còn nếu vì thế mà giờ lưu hương, thờ đức thánh trần để nhóm người kia khỏi có cớ đến thắp hương thì không thể nào hiểu nổi. Vì vậy người ta yêu cầu trả lưu hương về chỗ cũ một cách ôn hòa là đúng, nên làm sớm nhân ngày dỗ của ngài. Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa được đáp ứng. Một tháng sau, tạp chí Người Đô Thị thực hiện một chuyên đề giới thiệu nhiều ý kiến về chuyện lưu hương của Trần Hưng Đạo được Phúc Tiến Trần lưu tóm lại và giới thiệu trên mạng xã hội. Chẳng hạn, điều khắc gia Phạm Văn Hạng tượng khác có thể không cần lưu hương, nhưng tượng Đức Thánh Trần phải có. Nhưng Trung Quốc, nhà nước không nên can thiệp thay đổi hay tước bỏ những tập quán tốt đẹp mà chỉ nên làm cho tốt hơn, đẹp hơn. Câu chuyện liên quan đến chiếc lư hương gắn với tượng đại Trần Hưng Đạo tại Thành Hồ cũng nên như vậy mà càng nên như vậy. Tham gia cuộc vận động trả lư hương lại cho một anh hùng dân tộc còn có nhiều người thuộc nhiều giới khác. Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, ngày đứng đó ngay mặt tiền thành phố như một ngọn hải đăng soi sáng đường cho con cháu. Tiến sĩ Phan Thanh Bình, trong các công trình văn hóa dân tộc với những tượng đài của các nhân vật lịch sử, thì việc đặt lư hương lưu động dưới chân tượng đài một cách phù hợp luôn có một ý nghĩa và nét đẹp truyền thống, đặc biệt tác động vào tâm tư, tình cảm người đến tham quan. Phục Tiến nói, bờ sông Bến Nghé, công trường Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo là chuỗi giá trị độc đáo của Sài Gòn. Đừng làm xấu, làm hỏng, làm nghèo đi chuỗi giá trị quý hiếm này. Tháng 9 năm ngoái, 11 tháng năm 2021, chính quyền thành hồ công bố phương án tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo và công viên Mê Linh và mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bước phụ điêu và lưu hương. Hai tháng sau, phương án chỉnh trang được công bố. Theo đó, trước tượng đại đức thánh trần sẽ đạt một lưu hương phía đường tôn đức thắng hướng ra sông sài gòn công viên cảng bạch đăng và công viên mê linh được xác định là cụm công trình văn hóa và tượng trần hương đạo là một trong hai biểu tượng của cụm công trình văn hóa có hai công viên này biểu tượng còn lại là cột cờ thổ ngữ sau chuỗi thông tin đó có facebook cờ như cù mai công nhận xét trên tổ chức đẩy ý kiến dân chúng về việc chỉnh trang bến bạch đăng giữa lúc thành hồ đang nghiêng ngã vì đại dịch cúm tàu là điều khá bất ngờ Ai cũng hiểu lưu hương trước tượng Đức Thánh Trần mới thực sự là mối quan tâm lớn nhất của dân thành hồ, chứ không phải là những chuyện như chỉnh trang, trung tu, tôn tạo khác. Dẫn lại ý kiến của nhiều người công kết luận, lưu hương xét cho cùng là năng lượng của lòng dân. Cho phương án nào cũng được, trước hết xin trả lại năng lượng của lòng dân về nơi năng lượng ấy tích lũy bao năm nay. Thân thánh Việt bao đời nay luôn đứng cùng phía với lòng dân Việt.